Chiên đàn ai ngàn lư nhiệt danh hương gia vô tự mẫu lượng vô ương hóa nội đã can lương ai chí tâm mà kiên tương ai những chỗ biển thầm phương ai nam mô ương vân cai bồ Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Bồ Tát. Thiền thủ thiền nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hăng ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô yên đế thương bát ra gia bồ đề tăng đó bà già ma ha tăng đó bà già ma ca lô ni Nam mô Na ra tăng đề đề ma ha bằng đa sa mê tăng ba tha đầu vua bằng a thề dựng tăng bà tăng đà na ma bà già ma phạn đàn đồng na đề tăng a ba lô hê lô ca đề ca ra đề nhi đề ma ha bồ đề tăng đoa tăng bà ma ra ma ra ma hê ma câu lo câu lo kiến mong đó lo phan xa gia đế ma ha pha xa gia đế đà ra đi ri ni thân phật ra gia ra ma phật ma ra mùng đề lệ y hê di hê thất na ra sanh phần ra xa lời pha xa pha sanh phần ra xa gia ô lo lo ma ra Ô lô hê đi ta ra tăng a đi tô rô bồ đề nhã bồ đề nhâm bồ đề nhã bồ đề nhã di đề đi nhã na ra cân a trì địa đi sanh đi na ba nhã ma na ta ba ha tăng đa nhã ta ba ha ma ha tăng đa nhã ta ba ha tăng đa dự nghe tăng vang ra nhà ta bà ha na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà ha tăng ra tăng a mùng khử gia ta bà ha ta bà ma ha tăng đa gia ta bà ha gia kiết ra tăng đa gia ta bà ha ba đà ma yết tăng đa gia ta bà ha na ra cấn trì bằng gia ra gia ta bà ma ba lợi thắng ni ra gia ta bà ha nam mô ấn ra đắng na đa ra gia gia nam mô a di đà bà lô yên đế thức a bằng ra gia ta bà an tấn điện đồn mang đa đa bằng đa gia ta bà an tấn điện đồ mang đa ra bằng đa gia ta bà Nam mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên hòa
vàng kim nang tao ngồm. Ngà kim kiến văn đấng thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hiệp chương ứng văn như ta thì ngôn thế tôn quan thế âm bồ tát di hà nhân duyên danh quan thế âm phần cao vô tận ý bồ tát thiền nam thứ nhờ vô lượng ba thế quan chúng sanh thọ chữ khổ não như trì thì quán thế âm bồ tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì bồ tát ngoài thân lưng có nhượng vị đà thì cho phiêu xưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hưu ba thiên vàng ưng chúng sanh vì cầu kim ngân lưu ly xa cơ mà não sáng ngô vắng trăng cháu đang bao nhầm mư đại hải già sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhượng hữu này chỉ nhân nhân xưng quang thế âm bồ tát nhanh nhà thì như nhân đặng dài đăng dài thoáng là sáng chi nàng phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng quang thế âm bồ tát danh già sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung già xóa la sang dùng lại nào nhân văn kỳ xưng quang thế bồ tát danh giá thì chư á quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phùng gia hài thiền phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đăng giải thoáng nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thể trì trọng bào kinh qua hiếm lộ kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiên nam tứ vân đa cung bố như đắng ưng đương nhất tâm xưng quan thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát vô ý thế ư chúng sanh như đăng như xưng danh già ư thứ hoán ta đương đăng dài thoáng chúng thường nhờ văn câu phá thỉnh ngôn nam mô quán thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tân đăng dài thoát vô tận y quán thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy như thì nhược hữu chúng sanh đa hư danh vô thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm
cùng kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thường Đăng Ly Sân. Nhược đa ngũ si tưởng niệm cung kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thiện Đăng Ly Sĩ Vô Tận Y Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Như Thì Đăng Đại Hoài Thần Lực. Đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhượng ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam. Thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh. Cùng kinh lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục thầm nhị ức hằng hà sa Bồ Tát danh từ phục thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý Vô Tát bánh phần ngôn Thế Tôn. Quán Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà lợi giới văn hà nhị vị chúng sanh thuyết pháp phương tiền chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát. Thiền nam tử như hứa quang đồ chúng sanh ứng dị Phật thân đăng độ gia Quán Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vị thuyết pháp ứng dị bích chi Phật thân đăng độ gia. Từng hiện bích chi Phật thân nhi vị thuyết pháp ứng dị thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thanh văn thân nhi vị thuyết pháp ứng dị phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vị thuyết pháp ứng dị đế thích thân đăng độ gia. Từng hiện đế thích thân nhi vị thuyết pháp ứng dị từ tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng dị đại từ tại thiên thân đăng độ gia. Từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng dị thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp ứng dị thì sa môn thân đăng độ gia. Từng hiện thì sa môn thân nhi vị thuyết pháp ứng dị tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp ứng dị trưởng gia thân đăng độ gia. Từng hiện trưởng gia thân nhi vị thuyết pháp ứng dị cư sĩ thân đăng độ gia tấn hiện cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp ứng dị tế quan thân đăng độ gia. Từng hiện tế quan thân nhi vị thuyết pháp ứng dị bà la môn thân đăng độ gia tấn hiện bà la môn thân nhi vị thuyết pháp ứng dị tỳ kheo ni ưu
thân đẳng đơ giá thân hiền tỳ kheo, tỳ kheo ni ư ba tăng ư ba di thắng nghĩ về thuyết pháp ứng vị trường giá cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đẳng độ giam thân hiền vô nữ thân nghĩ về thuyết pháp ứng vị đồng nam đồng nữ thân đẳng độ gia thân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp ứng vị thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng thân đẳng độ gia thân gia hiền chi nhi vị thuyết pháp ứng vị chấp kim cang thần đẳng độ gia thân hiền chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp phò tăng ni thì văn thế âm bồ tát thành tựu nhờ thế công đa di chúng chúng hình vô chư quốc độ độ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trung năng thi vô uy thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi bi thi vô uy dạng vô tận y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ pháp thi trang bảo anh là tài quang thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quang thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm nhi thời vàng ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quán thế âm bồ tát mừng chư thư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phân phong thân ca mơ ni phân nhờ phân phụng đa ba phân tha vô tần y quang thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị tài vô tần y bồ tát di kệ vân việt thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phân tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quan âm hành thiện ưng chư phương sa hoàng thề thăm như ái linh kim bất tư nghị thị đa thiện ưng phân phan đại thánh tình nguyện ngà vì như lừa thuyết văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa canh niệm bi quan âm lờ hóa canh biến thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niệm bi quan âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong vì nhận sơ thôi đoà niệm bí quan âm lớn như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bí quan âm lần bất năng tồn nhất mau hoàng kỳ hoàng tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bí quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng ta vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bí quán âm lần đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bí
độc vừa sợ dục hai thân gian. Niềm bi quan âm là hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ ăn là xá đồng long chư quỷ đằng. Niềm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao ca bôn. Niềm bi quan âm là tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục ý khí đồng yên hóa nhiên. Niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chùa đại vô. Niềm bi quan âm lớn ưng thời đàn tiêu ta chúng sanh bị khốn anh vô lượng khổ bức thân. Quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quan đồ vô xá băng hiền thần chúng chúng chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư khổ gì tìm tất linh diền chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chân từ diệu đại vân chú cam lộ phạm vô diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quang thế tình thanh ư khổ nào tự anh nàng vì tan y họ cười nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì đi bồ tát ta thông tòa khởi tiền bàn phật ngôn thế thôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam đường trì thế nhân không đừng ba theo và thuế thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha phô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn an ma ni ba chi hồng an ma ni ba chi hồng an ma ni ba chi hồng ăn ma ni ba di 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 hồng hồng ăn ma ni ba di 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 hồng ăn ma ni văn di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma
ni văn di hồng an ma ni ba 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 di hồng an ma ni văn di hồng an ma ni ba 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 di hồng an ma ni văn di hồng an ma ni ba 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 di hồng Quán Âm Đại Sĩ Á Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Có Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán
Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Ma Bán Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban
điều kiện ngộ ứng giai công độ những thế vô ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân di phụng như thì xa lợi tư thì chư phá không tương bất sanh bấn gì bấn câu bất tình bấn tăng bấn giam thì cố không trung vô sanh vô toàn thường hành thơ vô nhãn nhị tế thiệt thân ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhãn giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chi vô lão từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô vô đề tăng đoạn cứu canh niên bằng tam thế chư phật thì văn nhà ba la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì văn nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiện bẩn hưng cô thiện văn nhà ba la mật đa chú thân thuyền chú viên yên đế đế ba la đế ba la tăng di đi đa thì ca lăng đa di đi đa thì ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đa bà ya đa tha ya đa điện ya tha di đi đô bà tiền a di đi đa ta nam bà tiền a di đi đa thì ca lăng đa di đi đa thì ca lăng đa ya di ni ya ya na đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa điện nhà thăng a di đà đô bà tề a di đà đa ta đà bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa già di ni già na chi đa ca lệ ta bà a di đà phật thân kim sang ấy tướng hào quang minh vô đẳng luân ấy bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba chúng sanh cơ bám am linh đăng bi ngàn ngày nam mô thấy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà phật
Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Đấng Quan Âm Oai Thần Long Long Ai Khắp Thế Gian Đều Trong Danh Ngài, Chúng Sanh Anh Thái Ai Ai Khi Nào Gặp Nán Niệm Ngài Liên Quan Quan Ai Thế Âm Cứu Khổ Độ Sanh, Nếu Ai Có Một Niệm
Nhờ trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chẳng chắc đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bắc thành Việt Nam mây mò cảnh tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo độ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phố môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cơ khó chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đức Như Lai truyền dạy không sai chúng ta chớ có quản này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em trong khổ hải đò từ vấn đời bớt chúng sanh đưa tới làng ban chính từng sen bao đài và
Di Đà Thọ Ký rõ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Đấng Thù Thân Hành Vô Biên Thắng Phước Giải Hồi Hướng Ai Phổ Nguyện Phạm Giới Chư Chúng Sanh Thông Vạn Vô Lượng Quang Phần Sáng Ai Nguyện Tiêu Tam Chương Trừ Phiền Não Nguyện Đăng Trí Huệ Chợ Minh Liễu Phổ Nguyện Tội Chương Tất Tiêu Trường. Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo ái nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung mà cứu Phấn Liên Hoa Vị Phù Màu Hoa Cài Kiến Phật Ngộ Phổ Sanh Bất Thối Bồ Tát Vi Bàn Lữ nguyện gì từ công đức năng Phổ Cầm Những Thiên Đặng Giữ Chúng Sanh Giai Công Thành Phật Đạo. Tự quý Phật đơn nguyện chúng sanh thế giai đại đạo Pháp Vô Thượng Tâm. Tự tự quý tăng đơn nguyện chúng sanh thống lý đại chúng những thiên vô ngại nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành này phân đạo. Chiên đàn hai ngàn lư nhiệt danh hương gia vô tử máu lượng vô ương hóa nội đã Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.
Phật Bồ Tát này Nam Mô Đại Bi ơi thương Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi ơi thương Phật Bồ Tát Thiền Thủ Thiền Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô Ma tăng đó ba ya ma ca lô ni ca giang tác ban ra ban về số đáng na đa tòa nam mô tân kiên lạc đó y mong a di nha bà lô kiên đế tất cả phần ra lăng đà bàm nam mô na ra tăng đi đi ma ha bàn đa sa mê tăng ba tha đạo vua bằng a thề dừng tăng bà tăng đà đề thang a ba lô e lô ca đề ca ra đề nhi e đi ma ha bồ đề tăng đoa tăng bà ma ra ma he đi đà dân câu lô câu lô kiến mong đơ lô phan xà gia đề ma ha pha xà gia đề đà ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra thân na ra sanh phần ra xa lời và xa pha sâm phần ra xa gia hô lô lô ma ra hô lô hê đi ta ra thân a đi tô rô bồ đề nhà bồ đề nhà bồ đề nhà bồ đề nhà di đề đi gia na ra cân a đi địa đi sanh đi na ba nhà ma na ta ba dạ ta bà ma thân đà dạ ta bà ham thân đà dự nghe thân vang ra dạ ta bà ha na ra cấn trị ta bà ma ra na ra ta bà thân ra thân a mùng khử dạ ta bà ham ta bà ma ha thân đà dạ ta bà ha dạ kiết ra thân đà dạ ta bà ha ma lợi thắng ni ra ya ta ba ha nam mô ấn ra đắng na đa ra ya ya nam mô a di đà bà lô yên đế thức ban ra ya ta ba an tấn điện đồn mang đa đa ban đa ya ta ba an tấn điện đồ mang đa ra ban đa ya ta ba Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kỳ ngà kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiện nghiêm nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát nam mô Pháp Hoa tòa khởi thiền đáng hữu kiên. Hi
nghiệp chướng ương quán như ta thì ngôn thế con quan thế âm bồ tát di hà nhân duyên danh quán thế âm phần cao vô tận ý bồ tát thiền nam thương nhược vô lượng ba thế quan chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì quan thế âm bồ tát nhất tâm sân danh quan thế âm bồ tát tấn thời quan kỳ âm thanh nhi đăng giải thoát như trì thì quan thế âm bồ tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì bồ tát ngoài thân lưng có nhượng vị đặt thì cho phiêu xưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ưng chúng sanh vì cầu kim ngân lưu ly xa cơ mà não sáng ngô vắng chân cháu đằng bao nhầm mư đại hải già sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân thì trung nhược hữu này chi xưng quán thế âm bồ tát danh già thì như nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng gì thì nhân duyên danh quán thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành xưng quán thế âm bồ tát danh già sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung già xóa la sang dùng lời nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm bồ tát danh gia thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ an nhàn thì chi huống phùng gia hài thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhường vô tội nữ giới gia kỳ thân xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắc giải thoát như tam thiên đại thiên quân đô mãn trung hoàn tận hữu nhất thường chú tương chư thượng nhân tề trì trọng bào kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiền nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương nhất tâm xưng quán thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng dị vô ý thế chúng sanh như đắng như xưng danh già ư thứ hoán ta đương đăng giải thoát chúng thường nhân văn cho phá thịnh ngôn nam mô quán thế bồ tát xưng kỳ danh cô tinh đắng giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hữu chúng sanh đa danh vô thường niệm cung kinh quan thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát thường đăng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tiện đăng ly si vô tận ý quán thế âm bồ tát cứu như thì đăng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ngưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bài cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh hữu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quan thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thiện
có chúng sanh giai ân thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục thập nhị ứng hằng hà sa Bồ Tát danh từ Phổ thân hình công dường âm thân ý vong hoa của ý dược như ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân không đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhược phong ngữ nhân lắm đương thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân vừa chánh đắng vô gì ư bá thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý Bồ Tát văn phần ngôn thế tôn Quán Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà lợi giới văn hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp phương tiện chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát thiền nam tử như hứa quan độ chúng sanh ứng di Phật thân đăng độ gia Quán Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vị thuyết pháp ứng di bích chi Phật thân đăng độ gia tấn hiện bích chi Phật thân nhi vị thuyết pháp ứng di thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thanh văn thân nhi vị thuyết pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vị thuyết pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia tấn hiện đế thích thân nhi vị thuyết pháp ứng di tự tại thiên thân đăng độ gia tấn hiện tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng di đại tự tại thiên thân đăng độ gia hiện đại từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ứng di thiên đại tướng quân thân đăng độ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp ứng di tỳ sa môn thân đăng độ gia tấn hiện tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp ứng di tiểu vương thân đăng độ gia tấn hiện tiểu vương thân nhi tấn hiện trương gia thân nhi vị thuyết pháp ứng di cư sĩ thân đăng độ gia tấn hiện cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp ứng di tế quan thân đăng độ gia tấn hiện tế quan thân nhi vị thuyết pháp ứng di bà la môn thân đăng độ gia tấn hiện bà la môn thân nhi thân đăng độ gia tấn hiện tỳ kheo ni ư bà tấn ư bà di tấn nhi vị thuyết pháp ứng di trương gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đăng độ gia tấn hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp ứng di đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia tấn hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị pháp ứng di thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ gia thân gia hiện chi nhi vị thuyết pháp ứng di chấp kim cang thần đăng đồ gia thân hiện chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp Bồ Tát ý thì Quán Thế Âm Bồ Tát thành từ nhờ thế công đa di chúng hình dù chư quốc độ đồ thoát chúng sanh thì
có như đàn ưng đương nhất tâm cúng dường. Quan Thế Âm Bồ Tát thì Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư bố ý cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cô thư ta bà thế giới giai hiệu chi bi thí vô ý vàng. Cô tăng y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tăng thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thi trang bảo anh là tài Quan Thế Âm Bồ Tát bất khăn thọ chi bồ tát phụng bạch Quan Thế Âm Bồ Tát ngôn nhân và mừng nga đắng có thọ thứ anh làm như thời vàng ca Quan Thế Âm Bồ Tát đương mừng thư vô tận ý Bồ Tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la cánh na la ma hầu la già nhân vi nhân đắng thời Quan Thế Âm Bồ Tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vì nhân đắng thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phần phong thinh ca mơ ni phật nhờ phần phong đa ba phần tháp vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thì từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị thời vô tận nghe Bồ Tát di kệ vân vía thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phân tứ hà nhân duyên danh vi Quan Thế Âm cụ túc diệu tướng tôn kệ đam vô tận nghe như thánh quang âm hành thiện ứng chư phương sa hoàng thề thăm như ái linh kim bất tư nghị thì đa thiên ứng phân phan đại thánh tình nguyện ngà vì như lừa thuyết văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hưng hài ý thôi làng đại hoa canh niềm bi quan âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niềm bi quan âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong vì nhận sơ thôi đoà niềm bi quan âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niềm bi quan âm lần bất năng toàn nhân mau hoàng kỳ oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niềm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng ta vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niềm bi quan âm lần đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian niềm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhân hoàng ngộ ăn la xá đồng long chư quỷ đằng niềm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thu lời nhà trao ca bôn niềm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niềm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chùa đại vô niềm bi quan âm lớn ngưng thời đặng tiêu tan chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần quan thù trí vương tiền thăm phương chư quan đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền
Chân quán thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán cầm từ quán, thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tịnh quán, huệ nhập phá chư ám năng, phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lời chân từ diệu đại vân chú cam lộ pháp vô diệt trừ phiền não, diệm tranh tùng kinh quán sư bố quý quân trần trung niệm bi quán âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 vào sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh. Năng vì tăng y hộ cư nhưng thế công đơn tự nhàn, thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát thế thông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế thôn như hư chúng sanh văn, thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam. Đường trì thế nhân không đừng ba theo và thuê thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha phô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đông đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn an ma ni ăn ma ni bác di hồng, 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 ăn ma ni bác di hồng,
Hồng Ang Ma Ni Ba Di, 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 Hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khổ Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi
bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ Ma ba nhã ba la mật đa tâm kính quang tự tại bồ tát hành thăm ba nhã ba la mật đa thời chiều kiên ngô ứng giai không độ những thế vô ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân di phụng như thì xá lợi từ thì chư phá không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giam thì cố không trung vô sáng vô toàn tương hành thơ vô nhan nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương vì sông phá vô nhạc giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chi vô lào từ diệt vô lâm từ tầng vô có tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô vô đề tăng đoạn cứu canh niếm bàn tam thế chư phật Ê mạng nhà ba la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri mạng nhà ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô
năng trừ nhân thiết cô chân thiền bận hơn. Cô thiền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế Ye re na te ka lang da ye re na te ka lang da ya ye ni ya ya na chi da ta le ta ba nam mo a ye da ba ya da tha ya da điện ya tha ye re đô ba te a ye re na ta nam ba te a ye re na te ka lang da ye re na te ka lang da ya ye ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tham a di đà đô bà tề a di đà đa ta đà bà tề a di đà đa tề ca lang đế a di đà đa tề ca lang đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà. A Di Đà Phật thân kim sáng ấy tướng hào quang minh vô đẳng luân ấy bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số cửa bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thấy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô A
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải.